Thưa quý vị, thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm có truyền thống trồng lá dong phục vụ Tết Nguyên đán. Từ nhiều đời nay, nghề trồng lá dong gắn bó mật thiết với người dân làng Tuấn Dị và được duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa làng mỗi dịp Tết đến xuân về. Thì tốt quá.